Mình có dịp ngồi rất nhiều các loại ghế cong theo khác nhau và đây chắc chắn là một trong những món đồ khó chọn chuẩn nhất. Lý do là vì nếu như các bạn nhìn vào những thông số trên thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng là ghế nào nó cũng sẽ na ná giống như là ghế nào. Và có khi các bạn bỏ ra vào khoảng là 10 triệu cho một chiếc ghế thì ngồi nó lại không sướng bằng so với cả những em ghế có một giá trị vào khoảng là từ 5 cho đến 6 triệu cơ. Hoặc là cũng có những cái trường hợp các bạn bỏ ra trên 10 triệu cho một chiếc ghế và các bạn cứ tưởng rằng là em này nó ngồi đã lắm rồi, sướng lắm rồi, chắc là nó cũng chỉ có đến thế thôi. Nhưng các bạn cứ thử đặt mông vào những chiếc ghế có mức giá vào khoảng là từ 20 cho đến 30 triệu của Hama Miller mà xem, nó lại khác hoàn toàn luôn. Chỉ có điều là bỏ ra hơn 20 triệu cho một chiếc ghế thì nó cao quá. Vậy thì giả sử các bạn đang có vào khoảng là từ 6 cho đến 7 triệu và muốn đi mua một chiếc ghế cong theo chuẩn nhất thì làm như thế nào? Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 lưu ý quan trọng nhất khi mà chọn mua ghế cong theo nhé. Nhân tiện mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn chiếc Ecohuman Enjoy Basic 2 này và chia sẻ vì sao mà nó đáng mua nhé. Thiết kế của ghế là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Các bạn cứ nhìn vào những sản phẩm cao cấp ghế Lip của Steelcase mà xem. Chúng có một giá vào khoảng là vài chục triệu và chính Steelcase đã phải chi 35 triệu đô và 5 năm nghiên cứu để mà phát triển và đưa ra thị trường các mẫu ghế này. Đến vị kiến trúc sư nổi tiếng Ludwig Mies, chuyên thiết kế nhà cao tầng đã từng nói, chiếc ghế là một vật thể cực kỳ phức tạp và thiết kế một tòa nhà chọc trời gần như còn dễ dàng hơn. Mình không chắc câu nói của ông ấy có đúng hay là không, nhưng mà mình tin rằng là để làm ra một con ghế thực sự chất lượng là một điều không hề dễ dàng. Ngoài ra thì các thương hiệu ghế cao cấp chúng cũng có tuổi đời rất là lâu, thể hiện được bề dày kinh nghiệm. Ví dụ như là ghế Hartmann Miller đã ra mắt thị trường từ những năm 60 rồi và đặt mông vào những cái sản phẩm như vậy thì không thể chê vào đâu được. Nhưng mà như lúc đầu mình cũng đã có nói rồi là những mẫu ghế này nó có mức giá quá là cao, lên đến là 20 cho đến 30 triệu vì chất liệu của chúng mọi thứ đều xịn nhất. Vậy thì nếu như các bạn đang có một giá trị vào khoảng là từ 6 cho đến 7 triệu thì các bạn nên nhìn vào những cái yếu tố tập trung nào nhất. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế mà các bạn sẽ cần phải lưu tâm đó là thiết kế của lưới. Ví dụ như là chiếc ghế Hermann Miller này, lưới của nó có tới 8 vùng và 3 mức độ đàn hồi khác nhau. Nó tạo ra cảm giác thoải mái ngay khi các bạn ngồi vào. Còn đối với cả em Ecohuman Enjoy Basic 2 này thì mức giá của nó chỉ vào khoảng là gần 7 triệu, nhưng mà cái lưới của nó cũng sẽ có 8 vùng và 3 mức độ đàn hồi là hoàn toàn khác nhau. Để mà cho dễ hiểu thì mình sẽ để một cái bức ảnh ở đây để các bạn thấy được rằng là cái 8 vùng của nó cụ thể là như thế nào. Và mỗi vùng thì nó cũng sẽ có những mức độ đàn hồi khác nhau phù hợp với cả những điểm trên cơ thể. Ví dụ như là phần lưới của chỗ tựa vai, tựa mông sẽ hơi mềm, còn phần đệm thắt lưng thì nó sẽ được làm dày lưới hơn và căng hơn để mà giữ cái cột sống lưng tốt hơn. Tương tự thì dưới cái phần chân mềm này thì lưới nó cũng sẽ được làm căng hơn một chút. Những chi tiết này là sẽ giúp ghế ôm cơ thể tốt hơn và từ đó giảm áp lực lên cơ thể. Hiểu đơn giản là chỗ nào cần căng thì lưới nó sẽ căng, còn chỗ nào mà cần mềm, ví dụ như cái phần mông dưới cần mềm để mà tạo ra cái cảm giác ngồi êm ấy, thì nó sẽ phải mềm. Nói chung thì lưới là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất để mà xem rằng là một chiếc ghế ngồi nó có fit hay là vừa vặn với cả cơ thể hay là không. Chứ nó cũng không hẳn là những cái tính năng như là điều chỉnh mâm, lưng hay là tay ghế này nọ đâu. Các tính năng điều chỉnh này nọ thì nó sẽ chỉ phù hợp với cả form người ở một cái mức độ nhất định mà thôi. Còn để mà vừa khít và fit chặt với cả cơ thể để mà tạo ra cái cảm giác ngồi thoải mái và đỡ được cái cột sống tốt ấy thì phải là cái chi tiết lưới này. Mình lấy ví dụ thêm với cả em ghế ở công ty mình đang ngồi, nó cũng là ghế cong thái học nhưng mà lưới chỗ nào nó cũng sẽ giống nhau, nó căng như nhau với cùng một mức độ đàn hồi, rồi cái phần lưng nó cũng sẽ không cong vòng cong đủ nhiều để mà đỡ được cái cột sống nữa, nên là nhiều khi ngồi sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và tương tự với cả ghế Hermann Miller thì những chiếc ghế Ecohuman nó cũng có tuổi đời từ rất là lâu. Đây là một thương hiệu đến từ Đài Loan, được ra mắt từ những năm 1996 và phiên bản ghế đầu tiên thì nó được ra mắt trên thị trường vào những năm 2005 và sau vào khoảng là 17 năm, tức là năm 2022 thì phiên bản thứ hai mà mình đang ngồi ở đây nó mới được bán ra trên toàn thế giới. Thiết kế của ghế các bạn sẽ thấy rằng là chúng thành một khối và ngồi lên nó cũng có cảm giác là một khối, tức là nó sẽ không có những cái tiếng kẽo kẹt phát ra hay là sự rời rạc của các thành phần. Độ rộng của mâm ghế nó cũng rất là lớn nữa và đây là một chi tiết rất là quan trọng ảnh hưởng đến sự thoải mái và ôm trọn cơ thể hay là không. Rồi, đó là về lưu ý đầu tiên, thiết kế cũng như là lưới. Còn lưu ý thứ hai mà bạn sẽ cần phải quan tâm đó chính là vật liệu cấu thành nên ghế. Ví dụ như là quả bánh xe đi. Các bạn nhìn nhá. Gì nó êm gì đâu ấy. Mà gì các bạn sẽ thấy rằng là nó không có những cái tiếng động phát ra. Đấy, gì nó rất là nhẹ nhàng và cực kỳ là yên tĩnh luôn. Chứ mình thấy rất là nhiều ghế gì nó đã rất là khó rồi mà nó lại còn kêu nữa. Nhưng mà em Ecohuman Enjoy Basic 2 này thì đẩy nhẹ này, đẩy nhẹ này, rất là yên tĩnh luôn. Chân ghế được làm bằng nhựa, mình nghĩ là cũng không cần phải quá lo đến độ bền đâu, vì phần chân này nó được bảo hành lên đến là 12 năm cơ mà. Bù lại phần trụ được piston rất dày, gấp đôi so với cả nhiều loại ghế trên thị trường, nên là nó sẽ giúp ghế ổn định và chắc chắn hơn. Ngồi vào thì như lúc đấy mình cũng đã có nói rồi là nó sẽ không có bất kỳ một cái tiếng động gì phát ra cả. Đấy, các bạn thấy không? Rất là yên tĩnh. Ngồi
ịch một phát này, gần như là không có những cái tiếng động phát ra. Trước mình thấy rất là nhiều ghế các bạn đặt mông xuống mà nó có những cái tiếng lộp cộp của cái linh kiện ấy, thì đó cũng không phải là những cái chiếc ghế chuẩn công thái học đâu, vì cái độ ôm cơ thể của nó sẽ kém hơn. Còn về lưới thì đây là loại lưới Matrix đến từ Mỹ. Mình thì chưa ngồi đủ lâu đến cái mức mà có thể hỏng được cái lưới này, nhưng mà theo cảm nhận của mình thì cái cảm giác ngồi nó rất là thoáng khí, và nó cũng sẽ có những cái mức độ đàn hồi cũng như là mức độ căng khác nhau để mà giúp ôm cơ thể tốt hơn. Rồi, còn lưu ý thứ ba cũng như là lưu ý cuối cùng thì mới là các tính năng. Tính năng thì mình thấy rằng là nó là thứ dễ quảng cáo nhất, vì nói phát là ai cũng hiểu mà. Và mình thấy rất là các ghế bây giờ có mức giá khoảng là trên 5 triệu nó đã có đầy đủ những tính năng rồi. Và em Enjoy Human Basic 2 này thì nó cũng sẽ là như vậy. Ví dụ như là nó sẽ thay đổi được đệm đỡ đầu lên xuống, xoay trên, xoay dưới, hay là thay đổi được độ nghiêng của lưng ghế, hay là độ kháng lực vào lưng nặng hay là nhẹ. Bạn cũng có thể khóa lưng ghế ở các góc khác nhau, hoặc là cho hẳn lên cao nhất, hay là phần tay nắm nó cũng sẽ có rất là nhiều kiểu chỉnh khác nhau. Chỉnh được lên, xuống, thụt ra, thụt vào, thụt ra, hay là xoay vào trong, xoay ra ngoài. Đó. Và cuối cùng thì mình muốn lưu ý một cái bổ sung nữa, đó chính là dù ghế có tốt như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ khuyến khích các bạn đến tận nơi và ngồi thử ghế, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cơ thể khác nhau và fit với cả những cái chiếc ghế là hoàn toàn theo những cái cách thức khác nhau. Tóm lại thì chọn ghế công thái học là rất là khó, và cái khó này ấy, đó chính là mọi người sẽ cần thời gian nhiều để mà trải nghiệm, và phải đủ lâu nhá. Vì sự thoải mái và biết được rằng là liệu một em ghế nó có hỗ trợ cơ thể tốt từ cột sống đến mông hay là không ấy, thì không phải là việc các bạn cứ ngồi uỳnh một phát là có thể cảm nhận được một sớm một chiều. Phải ngồi đủ lâu và trải nghiệm đủ lâu thì mới biết được rằng là một em ghế nó có chất lượng là thực sự tốt hay là không. Từ đó các bạn nhìn vào thương hiệu, rồi vào thiết kế, đặc biệt nhất đó chính là phần thiết kế của lưới, để xem rằng là liệu một cái em ghế nó có vừa khít với cả cơ thể hay là không. Rồi, và đó là những chia sẻ của mình về việc là chọn mua ghế công thái học, và giới thiệu với các bạn một trong những sản phẩm mà mình thấy rằng là rất là đáng mua, đó là em Ego Human Enjoy Basic 2 này. Mình đã ngồi được vào khoảng là hơn một tháng rồi và trải nghiệm là rất là dễ chịu. Rồi, và hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.